Chào các bạn đã kênh xe phong cách 24 giờ. Yamaha R1 đầy cứng cáp trong bản độ hàng hiệu cực chất. Con quái vật từ nhà Yamaha được một nhóm độ xe tại Thái Lan dọn lại với vẻ ngoài cứng cáp và một loạt chất chơi qua những option đồ chơi hàng hiệu, khiến chiếc xe trở nên đẳng cấp và ấn tượng hơn. Cùng chiêm ngưỡng siêu mô tô Yamaha R1 dưới đây nào nhé. Yamaha R1 độ đầy ấn tượng của dân chơi Thái Lan. Thuộc phiên bản R1 2008, xe sở hữu cụm đèn pha mất cú đầy hầm hố và ấn tượng. Bên cạnh là cặp bô đúc đích đầy quy lực, từ một thời làm chết mê chết mệt các ấn độ mê phân khối lớn trên toàn thế giới. Dàn đầu chiếc xế thêm ngầu hơn sẽ được trang bị bộ kính chắn gió Bushi. Khoác lên mình bộ tem kỷ niệm Yamaha 50 năm, nó bật bên cạnh dàn option đồ chơi hàng hiệu, làm chiếc xế trở thêm phần bắt mắt và thẩm mỹ hơn. Dàn tay phanh được nâng cấp với bụng tay thắng Rebo RCS, bao tay Daytona, Spotlight nó bật. Sẽ được trang bị thêm đồng hồ Casio Dawon bên cạnh thanh ghi đồng, bình dầu Daytona. Dàn chân được nâng cấp mạnh mẽ chất chơi hơn, đẳng cấp với cặp mâm Daily Stip kết hợp với vỏ Rally thể thao, trang bị cụm phanh trước Hell Rebel để racing, cụm sức gãy Gillis Touring nổi bật và thiết kế đầy sẽ thể thao sắc sảo. Bên cạnh được tích hợp hệ thống sàn số nhanh Quickshift Trailogist, bên cặp ống xả thể thao được nâng cấp quy lực hơn với bộ Aerodynamic. Yamaha R1 2008 được trang bị động cơ 4 sedan hãng hàng, dung tích tổng thể 998 phân khối EZF R1 cho công suất 178 mã lực tại vòng tour 12.500 vòng phút. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hẹn gặp lại ở clip kế tiếp. Nhớ like hoặc share, nhấn subscribe.